Thảo rất vui được gặp lại quý cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem kênh ABC Family Fun Share Vlog của Thảo nha. Hôm nay Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà cách làm trân châu màu lên đẹp, tự nhiên từ trái cây và rau, hoa, lá. Cách làm thì cũng khá là đơn giản. Nếu như các bạn thấy thích thì Thảo mời vào bếp làm cùng món trân châu này với Thảo nha. Các bạn xem video thấy hay và hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và đăng ký kênh ủng hộ Thảo nhé. Thảo có chuẩn bị đây là 90g thanh long ruột đỏ. Thảo sẽ sắc ra từng miếng như vậy cho vào trong nồi ha. Thảo cho vào là 50g đường. Thảo sẽ xay cho cái chỗ thanh long này nó nhuyễn ra nha. Sau khi mà thanh long đã xay được nhuyễn ra như vậy nè, bắt lên trên bếp và nấu cho nó sôi lên. Và lúc này nước thanh long đã sôi lên rồi, Thảo sẽ bắt ra khỏi bếp ha. Có đây là 100g bột năng. Và mình sẽ đổ cái nước thanh long nó sôi đó, đổ trực tiếp vào luôn nha. Mình trộn đều cái nước thanh long vào trong bột. Và đến lúc này Thảo sẽ nhồi cho cái khối bột này nó mịn nha. Và nó mịn như vậy là được rồi nè. Và nó mịn nó cần phải dẻo nữa nha các bạn. Như vậy thì khối bột nó đã đạt rồi đó. Bây giờ Thảo sẽ cuộn lại và sẽ bọc cái bọc thực phẩm lại. Và mình để cho nó nghỉ ngơi rồi mình đi làm cái khác nha. Sử dụng đây là hai trái cam loại nhỏ nha. Và Thảo sẽ vắt lấy nước. Và Thảo sẽ lấy khoảng tầm 70ml nước thôi. Và cũng cho vào trong cái nồi và nấu thật sôi lên. Khi nước cam đã sôi rồi, Thảo cho qua đây và cũng đây là 100g bột năng. Rồi cho trực tiếp nước cam vào luôn nha. Rồi mình cũng làm tương tự giống như thanh long. Khi đổ nước cam vào trong bột rồi mình thấy cái nước cam nó huyện vào trong bột rồi, thì lúc đó mình sẽ trộn bột, mình nhồi bột. Nhồi đến cho cái khối bột này nó mịn và dẻo là được. Sau đó mình cũng bọc thực phẩm lại, rồi mình để đó đi làm cái món khác. Có đây 90g trái việt quất và cộng vào là 50g đường. Và bây giờ Thảo sẽ xay trái việt quất này cho nó nhuyễn ra luôn nha. Sau khi quay nhuyễn ra rồi thì mình cũng nấu cho nó sôi lên và đổ vào 100g bột năng. Rồi cũng trộn bột lên. Sau khi trộn xong thì mình sẽ nhồi bột. Và nhồi đến lúc này cái khối bột nó đã mềm và dẻo. Như vậy là đạt rồi ha. Và cũng bọc cái bọc thực phẩm lại và để đó. Ở đây Thảo có là một muỗng canh hoa đậu biếc nè, lợi khô nha. Cho nước nóng vào khoảng tầm 80ml. Rồi để chờ cho cái nước đậu biếc nó ra hết thì mình đậy nắp lại ha. Bây giờ thì trở lại thì hoa đậu biếc nó đã nở và nó đã ra nước nhiều rồi nè. Bây giờ Thảo sẽ lọc lấy nước. Nước đậu biếc sau khi đã lọc xong rồi, mình bắt lên bếp và nấu cho nó sôi. Khi sôi rồi, mình đổ vào 100g bột năng. Trong quá trình mình đổ nước vào và mình nhồi bột, nếu mà thấy có bột hơi khô thì các bạn cho vào một tí nước nóng vào để mà mình nhồi cho nó mềm và dẻo nha. Giờ Thảo sẽ nhồi bột tương tự giống như những lần trước vậy đó. Nhồi cho nó mịn và dẻo. Bột hoa đậu biếc mình đã nhồi xong ha. Mình đi qua mình tiếp tục mình nhồi nước lá dứa. Khi nước lá dứa Thảo đã xay ra và lọc ra lấy 70ml nước lá dứa và cho vào trong 100g bột năng. Và cũng nhồi bột tương tự giống như những lần trước vậy đó. Cái khối bột này Thảo cũng đã nhồi xong rồi. Mình sẽ cho nghỉ 5 phút và trở lại mình làm tiếp nha. Sau 5 phút nè, Thảo sẽ phủ một lớp bột khô lên trên cái tấm thớt này nha. Và giờ Thảo sẽ lấy một cái khối bột thanh long đỏ nè.
Lúc này mình sẽ tạo ra những viên trân châu nha. Giờ Thảo sẽ ép cái khối bột xuống. Các bạn muốn cái viên trân châu lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào lúc này nha. Thảo thì sẽ ép cái khối bột vừa phải thôi để cho ra viên trân châu nó vừa vừa, nó không nhỏ mà cũng không lớn lắm. Nhỏ quá thì mình cắn vào nó trơn trợt á, nó không có trúng vào trong cái viên trân châu. Còn ở viên vừa thì mình cắn vào nó vừa đụng vào cái nó sừng sực ha, rồi nó mềm, nó dẻo nữa, rất là tuyệt vời. Còn bự quá thì lúc mình luộc á, mình sợ là nó không có chín vào tới bên trong. Thảo sẽ chấn đường dọc đều nhau, rồi đường ngang đều nhau như vậy á, thì lúc mình cho ra những viên trân châu thì nó khá là tương đối bằng nhau nha. Và bây giờ mình sẽ tới công đoạn định hình cho viên trân châu nha. Mình bóp cho nó tròn tròn nè, như vậy là đạt rồi đó. Và bây giờ Thảo làm qua cái màu nước cam nha. Và cũng làm tương tự y như vậy luôn. Giờ làm tới trái Việt Quốc nè. Cái màu sắc thật là bắt mắt luôn á. Giờ làm tới hoa đậu biếc. Cái này là màu từ trái cây hết luôn á nha các bạn. Tới định hình cho cái bột màu lá dứa nè. Cái công đoạn này là sau cùng luôn. Rồi hoàn tất. Thảo sẽ làm nước đường nha, cho vào là 300g đường nè. Và tiếp tục cho vào là 300ml nước nha. Và công thức này là 1:1 nha. Bây giờ mình sẽ nấu cho cái chỗ này nó sôi lên. Sau khi nó sôi lên rồi mình sẽ giảm lửa và nấu thêm 5-6 phút nữa. Cho nó cái nước đường nó già, rồi lúc đó mình sẽ tắt lửa. Rồi mình để nguội. Và mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh. Để cho cái nước đường này nó lạnh ha. Và đây, 5 loại trân châu làm từ màu sắc tự nhiên. Ngay bây giờ Thảo sẽ tiến hành đi luộc trân châu nha. Thảo bắt nồi nước lên, nước nó sôi rồi, Thảo cho lần lượt 5 màu trân châu vào luôn nha. Chỗ này các bạn nên lưu ý một điều ha, là nước phải thật là sôi. Sôi ùng ục lên mình mới cho trân châu vào nha. Còn nước hơi ấm ấm thì các bạn cho trân châu vào thì cái hạt trân châu mình nó sẽ lòe ra. Cho những viên trân châu vào thì chúng ta không động vào và chờ cho nước sôi và những viên trân châu nó sẽ tự nổi lên như vậy đó. Vẫn có những hạt nó dính nhau thì các bạn đừng nên lo lắng á, mình sẽ dùng cái phới á, mình sẽ đẩy đẩy nhẹ nhẹ ra là tự động những viên trân châu nó rời ra, nó không có bị dính lại. Sau khi mình nấu á, những viên trân châu nó nổi lên như vậy nó đã chín rồi, nhưng mà mình phải nấu thêm 4 phút nữa để cho nó thật là chín luôn ha. Giờ thì Thảo sẽ vớt những hạt trân châu này cho vào tô nước đá lạnh. Vớt những cái số trân châu còn lại cho hết vào trong tô. Bột nước cam á, lúc đầu Thảo vo cái viên trân châu á, Thảo thấy là cái màu nó hơi nhạt, nhưng mà sau khi luộc lên rồi cái màu nó đẹp quá. Thảo thích cái màu vàng này lắm nè. 5 màu của trân châu này á là màu tự nhiên luôn nha các bạn, hoàn toàn là không có phẩm màu. Cái nước trân châu này mình đổ ra và rửa lại thêm một lần nước lạnh nữa là được nha. Giờ mình đổ ra tô nè. Wow, những viên trân châu nhìn bắt mắt ghê á. Lúc này Thảo sẽ đổ cái nước đường mình đem từ tủ lạnh ra đó, mình đổ lên những hạt trân châu nè. Trời ơi, bình thường những hạt trân châu đã đẹp rồi, mình đổ nước đường lên, những hạt trân châu nó bóng bẩy, nó đẹp mắt hơn nữa. Dễ thương ghê luôn á. Những hạt trân châu khi làm ra được màu sắc đẹp như vậy á, làm á, mình lấy cái nước cốt của cái trái cây á, thật là đậm chất, mình cho vào trong bột thì mình nhồi ra được cái màu như vậy nha. Và đây là cái chai nước siro lá bạc hà, Pháp gọi là nước siro rau măng. Thảo chỉ cho thêm vào, các bạn không có cũng không sao nha. Thảo múc trân châu cho vào trong ly nha. Kế đến Thảo cho nước đá vào nữa nè. Và Thảo cho cái siro lá bạc hà vào, nước siro lá rau măng nha. Pha thêm một chút nước có ga vào nữa. Ôi thôi, nó rất là ngon luôn á các bạn. Thì các bạn cứ sử dụng cái nước đường mà mình nấu đó, mình sử dụng luôn cũng rất là ngon luôn nha. Vì Thảo có sẵn nước siro này thì Thảo cho vào để Thảo uống thôi. Và giờ Thảo mời quý cô chú anh chị các bạn, các em cùng thưởng thức món trân châu 5 màu này. Màu đỏ thanh long nè, màu xanh lá dứa, màu đỏ bầm của trái Việt Quốc, và màu vàng của trái cam, và màu xanh của hoa đậu biếc. Wow, ăn vào mát lạnh cả người luôn á. Trân châu rất là mềm dẻo, cắn vào sừng sực, rất là ngon. Vị ngọt thanh mát, và kèm với nước đá thì quá trời tuyệt vời vào mùa hè nóng bức ha. Và Thảo cảm ơn các bạn đã xem video nha.
bạn xem thấy thích thì đừng quên like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh nữa nhé. Thảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.